Các quốc gia có nghiệp nhẹ nhất, sống cuộc đời từ bi để thu hút thêm sự nhân từ. Vào thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023, trong khi vẫn đang bế quan thiền sâu cho thế giới, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thuần Chai quan tâm nhất đã ân cần dành thời gian để trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc đàm thoại liên quan đến công việc với một thành viên đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Trong số các chủ đề mà sư phụ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của Ngài, có một số tin vui đến từ Iran, những tiết lộ thêm từ các cõi thiên đàng về các quốc gia có nghiệp nhẹ nhất, vân vân. Chào, xin chào, có ở nhà không? Dạ có, kính chào sư phụ. Chào chào, sư phụ khỏe không ạ? Nếu vì không hỏi thì tôi không phải nói, nhưng nếu hỏi thì tôi sẽ lường lường nói. Dạ, tôi mệt, rất mệt, quá bận. Internet thật điên rồ, có lúc có, lúc không. Nên tôi rất bực bội. Tôi đã nhiều đêm không ngủ, nên cảm thấy khá mệt. Còn gì nữa thì bây giờ quý vị có thể nói, vì trước đó tôi còn mệt hơn bây giờ. Dạ, bây giờ cảm thấy đỡ hơn chút, vì xa Internet, xa cả máy vi tính. Dạ, vâng ạ. Nên có thời giờ nói chuyện. Dạ, nói tôi nghe. Dạ, có một số tin Iran sẽ ân xá cho nhiều người đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ồ, đó là một sự cải tiến rất lớn. Dạ, rất vui, tin vui cho người dân Iran. Tôi vui. Dạ, con cũng vậy. Điều đó tốt ạ. Tôi nghe nói rằng chính lãnh tụ tối cao của Iran đã ra lệnh đó. Dạ, đúng vậy. Điều này sẽ giúp ông có một số công đức hướng tới thiên đàng. Ồ, tốt cho ông ấy. Ôi, tốt quá. Tôi vừa mới thấy 60 điểm. Không nhiều lắm, nhưng thường thì không có chút công đức nào. Vì đó là bổn phận của họ. Bổn phận của người lãnh đạo tôn giáo là chăm sóc người dân của họ. Dạ, nhưng ngày nay thiên đàng khoan dung. Vì đây là một tình huống đặc biệt. Mọi người đang đi xuống, đi xuống. Vì vậy, nếu ai làm bất cứ điều nhỏ gì, vui lòng thiên đàng, họ sẽ cho quý vị điểm. Tốt quá à. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tôi nghĩ ông ấy sẽ có 60 điểm cho điều đó. Cha cha, tốt quá. Tốt cho ông ấy. Dạ, thông thường những thứ này không được khen thưởng vì nhiệm vụ của chính phủ hoặc nhà lãnh đạo tôn giáo là giúp đỡ cấp dưới công dân của họ. Nhưng tôi đoán có lẽ ông ấy hoặc ai đó đã ăn năn sám hối ở trong tâm. Dạ phải. Ý định mới là điều quan trọng. Dạ, Thượng Đế mãi mãi nhân từ. Nếu quý vị thật sự ăn năn sám hối và cầu xin tha thứ, quý vị sẽ được tha thứ. Tôi ước mọi người thật sự hiểu những gì tôi đang nói. Dạ, họ thật sự phải hiểu. Hãy cầu xin tha thứ, sám hối, quay đầu lại và làm điều tốt. Đó là tin tốt. Tin tốt cho Iran. Lòng tôi cũng nặng trĩu khi tất cả những trẻ em vô tội, phụ nữ và đàn ông bị hãm hiếp, đánh đập, giết hại. Thậm chí họ không phải phạm tội. An ninh quốc gia để tử hình họ. Dạ, chính xác. Đôi khi quốc gia nào mà chẳng có những vụ phản đối. Dạ. Họ chỉ nói lên ý kiến của họ và đó là cách để chính phủ biết làm sao để phản ứng, làm sao để cai quản. Nếu người dân không bày tỏ ý kiến, thì chính phủ cứ mù quáng, đi theo một hướng và không biết điều gì đúng, điều gì sai và điều gì người dân hài lòng hoặc không. Dạ, vâng, đúng vậy ạ. Chính phủ nghĩa là phải cai quản người dân theo mong muốn của người dân, miễn là họ không mong muốn điều gì xấu. Dạ, chính xác. Họ chỉ muốn nói lên ý kiến của họ, muốn tự do và phẩm giá của một con người. Dạ, thưa sư phụ. Và bất kỳ chính phủ nào, đơn vị hoặc hệ thống cảnh sát nào không bao giờ nên làm hại bất kỳ công dân nào, bởi vì công dân là những người trả tiền cho quý vị. Họ thật sự là ông chủ của quý vị. Dạ, chính xác. Và trên hết, thiên đàng sẽ lắng nghe những người dân vô tội. Họ cũng đồng minh với thiên đàng. Vì vậy, chính phủ không bao giờ nên làm hại họ, những công dân trên thế giới. Dạ, đúng vậy. Bởi vì bất kể ai, cảnh sát hoặc chính phủ hoặc nhà lãnh đạo chính phủ, họ cũng chỉ là con người, họ chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Và nếu họ biết là sai, thì nên thay đổi, hối lỗi và bù đắp.
Thế thôi. Dạ, thưa sư phụ. Rồi mọi người sẽ vui vẻ. Dạ, đúng vậy. Người dân cũng dễ tha thứ. Chỉ là họ phải thay đổi thôi. Bất cứ ai đã làm sai mà hại dân, hại ông chủ của họ, hại những người trả tiền cho họ, để họ trở nên quan trọng và quyền lực như thế. Dạ, đúng vậy, thưa sư phụ. Dạ, vậy đó là tin vui. Còn một tin khác. Tin về Phi Francisco. Phi Francisco và các nhà lãnh đạo Tin Lành phản đối kịch liệt luật chống đồng tính. Nghĩa là họ không thích, không muốn. Chính xác, Phi Francisco nói rằng những luật như thế là tội lỗi và bất công. Dường như điều ông ta nói là một điều tốt. Nhưng mặt khác, ông ta nhắc lại rằng giáo hội Công giáo không thể cho phép bí tích hôn phối của các cặp đôi đồng tính. Vậy thì giống như ông ta nói, một đàn có vẻ tốt nhưng lại làm ngược lại. Nó rất mập mờ và mâu thuẫn. Tại sao anh hỏi tôi về ông ta nữa? Bất cứ tên gì anh gọi ông ta không biết gì cả. Ông ta chỉ nói theo cách mà quỷ ra lệnh cho ông ta bên trong. Cho nên không có trí thông minh, không logic hoặc bất cứ gì, không cần thiết. Nhưng không sao, anh có thể hỏi để biết đâu chúng ta có thể làm sáng tỏ cho một số người muốn nghe, muốn biết rõ ràng. Lão này, ông ta bất tài, vô dụng. Ông ta làm hại thế giới, làm hại trẻ em trên thế giới, làm hại tất cả phụ nữ và đàn ông mà đã từng bị bắt nạt, lừa dối, quấy rối, cưỡng hiếp và cướp bóc bởi hệ thống tu sĩ của giáo hội Công giáo. Bọn họ là ma quỷ đầu thai. Bọn họ đi theo ma quỷ. Bọn họ không có Thượng Đế trong tâm. Điều đó quá rõ ràng rồi. Bọn họ bảo vệ lẫn nhau cho tất cả hành động tàn bạo này đối với chính tín hữu của bọn họ. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy. Trong khi đó, ăn nhiều thịt và uống nhiều rượu, rượu vang. Nên dĩ nhiên, khi đã ăn uống no say, thì họ nói vớ vẩn bất cứ gì, không có trí thông minh. Tôi không thấy một ounce hoặc nanomet trí thông minh nào trong giáo hội ngày nay. Từ trên xuống dưới. Buồn quá. Cũng có một số nhà thờ tốt. Họ ăn thuần chay và họ thật sự trung thực và trong sạch, nhưng không nhiều. Dạ, đúng vậy ạ. Hầu hết bọn họ đã biết lý do tại sao họ đi vô đó, vì họ có đặc quyền và có thể cưỡng hiếp trẻ em dễ dàng bởi vì các em chỉ ở đó. Trẻ em ở đó luôn luôn. Trời ơi, thật sốc quá. Như những lễ sinh, quá dễ dàng. Và các em yếu đuối, các em không hiểu, và các em đã có tâm hồn thờ phụng, đã được cha mẹ dạy rồi. Cho nên các em không biết cách tự vệ. Các em không bao giờ tưởng tượng những điều như thế có thể xảy ra. Nên các em bất lực. Dạ, thưa sư phụ. Thật dễ dàng cho các linh mục. Do đó, nó trở thành như một thực trạng lối sống trong giáo hội Công giáo. Ôi chao. Và kẻ đứng đầu tuyên bố, giáo hội cũng thuộc về quỷ Satan. Tôi không biết tại sao người ta vẫn đi theo bọn họ. Có lẽ các tín đồ không biết về những điều này, hoặc có lẽ các tín đồ cũng có cùng một lối suy nghĩ. Ôi chao, cùng một loại quan niệm tội lỗi, và nghĩ đó là bình thường, đó là lý do. Dạ, nghĩ như vậy là chuyện bình thường cho đến khi chính họ là người bị cướp, cưỡng hiếp và lạm dụng. Trời ơi, ôi, nói về điều đó, tôi chỉ muốn nôn thôi. Ôi, kinh tởm. Dạ, làm sao xã hội vẫn dùng thứ cho loại thực thể khiếp đảm này? Dạ, đúng vậy. Họ không nên. Làm ơn nói với tôi điều gì khác đi. Tôi cảm thấy buồn nôn về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan Formosa. Thưa, có cách nào ngăn Trung Quốc có khả năng xâm lược Đài Loan Formosa không ạ? À? Tôi đã bảo quý vị rồi. Nhưng nói với quý vị thì có ích gì? Bởi vì người ta không nghe tôi mà. Mặc dù giải pháp rất đơn giản, hãy giữ hòa khí, hãy từ bi. Rồi đó là những gì quý vị nhận được trở lại. Và ngay lập tức, nếu người Đài Loan Formosa ăn thuần chay, tất cả họ, thì chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Tuyệt quá. Không bao giờ. Dạ, ta nói với quý vị bằng tất cả danh dự của tôi, vì thiên đàng cũng nói với tôi như vậy. Vì tôi cũng lo lắng cho Đài Loan Formosa. Dạ, thưa sư phụ. Tôi cứ hỏi thiên đàng tôi có thể làm gì cho họ, có thể hy sinh cách nào nếu được. Thiên đàng nói người dân họ phải ăn thuần chay, rằng lần này ngài không thể, không ai có thể giúp họ ngoại trừ chính họ. Đây là thời điểm thanh lọc hoàn toàn, không còn gì khác. Chỉ cần ăn thuần chay thế thôi, một giải pháp rất đơn giản, nhưng không ai chịu nghe.
Và dù sao thì họ cũng không tin là một điều có thể đơn giản như vậy. Nhưng nó đơn giản như thế đó. Chỉ là chúng ta quá bận rộn. Chúng ta đã quen với cuộc sống phức tạp và những giải pháp rắc rối. Nên bất cứ điều gì mà ai nói đơn giản như thế, như Đức Phật đã xuống trần và nói ngũ giới và quý vị sẽ được giải thoát, ít ra không bị đọa địa ngục. Vậy thì quý vị ăn thuần chay, giữ giới luật và rồi quý vị được giải thoát. Nhưng có bao nhiêu Phật tử làm điều đó? Thậm chí nhiều tăng ni không làm vậy. Quý vị phải ăn thuần chay chỉ vì lòng từ bi, nhân từ và lòng thương xót thôi. Cũng không phải vì Đức Phật nói vậy, hoặc không phải vì Chúa Giêsu đã dạy như thế, hoặc bất kỳ vị minh sư nào khác đã nói rằng quý vị không được ăn thịt người thân động vật. Quý vị không nên ăn thịt người thân động vật vì quý vị thương yêu họ. Quý vị thương yêu tất cả chúng sinh. Cách quý vị thể hiện tình thương là không giết họ, không ăn thịt họ. Dạ, đúng vậy. Không giết không có nghĩa là chính mình giết. Nhưng nếu quý vị ăn thì người ta phải giết cho quý vị. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, giới luật đầu tiên của các tôn giáo lớn luôn là chớ sát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp. Dạ, thưa sư phụ. Vậy nếu họ đi theo con đường trong sạch về phía khẳng định thì thế thôi. Họ ở phía khẳng định, dạ, thì phía phủ định không động đến họ. Nhưng nếu họ ở cạnh phía phủ định hoặc nghiêng về hướng đó, thì đó là lý do nó xảy ra. À, dạ đúng. Vấn đề là có hai mặt trên thế giới này, khẳng định và phủ định. Đáng buồn thay, nó là như vậy. Những người phủ định hoặc họ có khuynh hướng phủ định đó trong tâm họ rồi, thì họ sẽ đánh nhau. Một người muốn đánh hoặc đe dọa đánh, còn người kia khiêu khích cách nào đó để khiến điều đó xảy ra, để chiến tranh xảy ra. Nên ngay từ đầu có vẻ như chỉ có một kẻ xâm lược đang tìm cách xâm lược. Nhưng mặt khác, nếu đối phương cũng làm điều gì đó mà họ có thể tránh khiêu khích, nhưng không có vẻ như vậy. Dạ, có vẻ như họ là hai phe đối nghịch nhau. Nhưng kẻ khiêu khích, kẻ thúc giục và kẻ hung hăng tấn công, cả hai đều cùng một phe. Dạ, thưa sư phụ, có vẻ như cả hai đều chống đối nhau. Nhưng không phải như thế. Giống như hai quốc gia, một bên đang đe dọa xâm lược và quốc gia kia có vẻ như đang chuẩn bị để đối kháng lại. Nhưng họ đã làm điều gì đó khác, hữu hình hoặc vô hình, hoặc ở hậu trường hoặc gì đó, hoặc trước công chúng, một cách vi tế hoặc rõ ràng, chỉ để khiến chiến tranh xảy ra. Ôi chao, cả hai ở cùng một phe. Dạ, nhưng không ai có thể nói vậy. Dạ phải, chỉ có thiên đàng thấy thôi. Tôi cũng thấy, rất rõ ràng đối với tôi. Dạ, thưa sư phụ, ôi cha. Họ chỉ muốn chiến tranh xảy ra để dân chết hoặc đất nước diệt vong. Ôi trời, chao ơi. Người dân sẽ phải chịu khổ, dù họ có vẻ như mâu thuẫn với nhau, nhưng không phải vậy. Họ khiến nó xảy ra. Ôi chao ơi, cả hai phía. Dạ, trời ơi, trong nhiều trường hợp là như vậy. Đó là cách chiến tranh xảy ra. Dạ, thưa sư phụ, ôi chao. Hoặc như thế, hoặc người nào khác giúp châm ngòi chiến tranh. Dạ, thưa sư phụ. Rồi họ có thể bán vũ khí để thu lợi cho họ. Ôi chao. Mọi thứ không phải lúc nào cũng trắng đen rõ rệt. Nhưng trong mắt thiên đàng, mọi thứ đều rõ ràng. Tôi cũng thấy mọi thứ rõ ràng. Có lẽ không rõ như thiên đàng thấy. Đôi khi, dĩ nhiên, tôi phải xác nhận với thiên đàng là mình có đúng hay không. Dạ, thưa sư phụ. Tôi hầu như luôn luôn đúng, ngoại trừ những điều mà tôi không biết, không ngờ, không nghiên cứu trước. Dạ, thưa sư phụ. Giống như danh sách của quốc gia nghiệp nạn nhất trước đó. Dạ. Đó là một bất ngờ lớn. Tôi đã hết sức ngạc nhiên. Dạ, đúng. Nhắc đến điều đó, xin sư phụ có thể vui lòng cho chúng con biết về những quốc gia ít nghiệp nhất là những quốc gia nào không ạ? À? Tôi cũng có danh sách đó. Chờ chút. Ồ, xin cảm ơn Ngài. Cảm ơn sư phụ. Tôi có một danh sách vì tôi không ở cạnh máy tính và mắt tôi đau quá. Đến nỗi nước mắt cứ chảy hoài nên tôi không thể làm việc được nữa. Ôi. Vì vậy, tôi phải rời máy tính và danh sách. Chờ chút. Dạ, thưa sư phụ. Cảm ơn Ngài. Anh muốn biết danh sách các quốc gia ít nghiệp nhất. Dạ, xin sư phụ. Tôi cũng có danh sách 10 nước ít nghiệp nhất. Ồ, tuyệt vời. Xin cảm ơn sư phụ. Bởi vì sau khi nói chuyện với anh, cho anh biết về 10 quốc gia nặng nghiệp nhất. Dạ, sư phụ.
Tôi nghĩ hẳn phải có những quốc gia khác có ít nghiệp nhất. Nên tôi tìm hiểu và hỏi thiên đàng. Và họ rất vui nói cho tôi biết. Tuyệt vời ạ. Nghe này. Hãy hít một hơi thật sâu. Bởi vì anh sẽ ngạc nhiên lớn. Như tôi. Dạ. Đây là danh sách những quốc gia có nghiệp nhẹ nhất. Số 1. Anh đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi, xin ngài nói ạ. Giữ chặt, bám chặt vào ghế. Dạ vâng. Quốc gia ít nghiệp nhất trên toàn thế giới là ở châu Á. Quốc gia ít ngờ tới nhất. Chà, bây giờ anh đoán được không? Ôi trời. Ta nói cho anh biết. Xin cho con biết. Bắc Hàn. Sao ạ? Bắc Hàn. Phải. Thật không ạ? Thật. Ôi trời ơi. Tôi cũng ít nghiệp nhất. À, con hoàn toàn ngạc nhiên. Con sẽ không bao giờ đoán được quốc gia đó. Trời ơi. Tôi cũng vậy. Ôi chào. Tôi cũng vậy. Tôi thú nhận với anh. À, nếu tôi dành thời gian thiền lâu hơn và chỉ tập trung vào chủ đề nghiệp chướng nặng nhẹ của mỗi quốc gia, thì có lẽ tôi sẽ tìm ra. Nhưng tôi không làm, nên tôi chỉ hỏi thiên đàng nhanh hơn. Dạ, ôi chào ơi. Sẽ không ai tin điều đó. Dù sao, cũng chỉ cho anh... Ôi trời ơi, quá sốc ạ. À. Và các đệ tử, những người gọi là đệ tử, các anh chị em đồng tu biết. Dạ, tin hay không cơ chứ? Và số 2, dạ, ngay cả vậy vẫn còn ngạc nhiên khi đi xuống dưới danh sách đó. Rất ngạc nhiên. Dạ, số 2 anh đoán được không? Ở châu Âu. Tôi sẽ nói cho anh biết cho mau. Moldova. Moldova à? Moldova, phải. Ôi, nói anh biết, các quốc gia hiện lên trong danh sách không bao giờ có trong đầu tôi. Dạ, đôi khi tôi còn không biết cách đánh vần tên quốc gia đó và cũng không biết nó đâu. Dĩ nhiên tôi có thể tìm ra những ý nói, nó không giống như ở trong đầu mình rồi, hoặc thường xuyên hay là gì cả. Vâng, đúng vậy ạ. Chào ơi. Số 3. Anh muốn đoán nữa không? Đâu đó ở châu Mỹ à? Không, lại là châu Âu. Ồ, Tây Ban Nha à? Không, đoán lại lần nữa. Tôi cũng ước như vậy. Bồ Đào Nha à? Không, vậy con không biết à? Anh không biết. Dạ không. Phần Lan. Phần Lan. Phải. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ về nước đó, về quốc gia đó. Dạ không. Hiếm khi được nhắc đến. Chà. Hiếm khi được đề cập. Bây giờ là số 4. Nói cho tôi biết. Nếu anh đoán được. Chúng ta lại đến châu Á nữa. Rồi, anh chọn đi. Campuchia à? Không. Formosa, Đài Loan. Số 4. Mừng cho quốc gia của họ. Vâng, tốt quá à. Đúng. Thứ năm tôi sẽ để anh đoán nữa. Này, hôm nay anh có rất nhiều cơ hội nhưng anh đã vụt mất. 4 lần rồi. Dạ, nơi nào đó ở Nam Mỹ à? Không phải, anh đi xa quá rồi. Châu Á. Dạ. Tôi đã rộng lượng lắm rồi, chào ơi. Dạ, sư phụ rộng lượng. Ấn Độ à? Không, 2.000 Mỹ Kim. Đoán lần nữa. Ôi trời ơi. 3.000 Mỹ Kim. 3.000 Mỹ Kim. Nam Hàn á. Anh giỏi lắm, chào ơi. Thật sao ạ? Đúng vậy. 2.000 Mỹ Kim thuộc về con. Không thể nào. 3.000 Mỹ Kim. Tôi đã nói 3. Ngài nói thế hả? Rồi, giá sau cùng. Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ đoán được Nam Hàn. Con cũng vậy ạ. Tốt. Thật à? Phải. Anh được 3.000 Mỹ Kim. Cha, tôi sẽ tìm cách gửi tiền cho anh hoặc tôi sẽ nợ anh tới khi tôi gặp anh hoặc gì đó. Dạ, không sao đâu ạ. Xin tặng số tiền cho nơi nào đó mà cần tiền hơn ạ. Tốt, tốt. Tôi sẽ tặng cho người nghèo, hoặc tiếp tục tặng cho Uren. Dạ vâng, xin làm vậy ạ. Vâng ạ, hỗ trợ cho Uren. Được rồi. Năm là Nam Hàn, bây giờ là số 6. Nước này anh không bao giờ đoán được. Dạ vậy con sẽ không đoán. Yemen. Ôi chà. Yemen. Yemen. Phải. Chà, thật thú vị. À, có phải là RP Cộng Hòa không? Cộng Hòa Yemen. Dạ, phải. Tên chính thức là Cộng Hòa Yemen. Ồ, thảo nào, bởi vì tôi không biết về nước này. Thiên đàng nói với tôi RP. Ý nói tôi không thể nhớ tất cả các quốc gia, quốc hiệu của họ là gì. Dạ. Vậy, RP Yemen.
Ồ, cảm ơn quý vị thiên đàng, quý vị thật tử tế, rất chính xác. Điều đó chứng minh rằng quý vị thật sự nói thật, vì tôi không biết. Được rồi, anh sẵn sàng nghe nữa chưa? Dạ rồi, số 7. Thêm nhiều ngạc nhiên nữa. Dạ. Số 7, anh đoán được không? Tôi sẽ cho anh biết. Dạ, châu Âu. Ồ, để con xem, để con xem. Ý. Italy. Không, Slovenia. Ôi. Tôi biết. Không trách anh, vì tôi cũng không nghĩ tới. Mình không thể nhớ tên của tất cả các quốc gia trong đầu. Dạ, thật vậy. Đây hoàn toàn là danh sách của thiên đàng gửi cho tôi. Slovenia là một quốc gia nhỏ và rất yên tĩnh, không nổi tiếng về bất cứ gì hết. Dạ đúng. Số 8. Bây giờ anh đoán nữa đi. Dạ chắc là cũng châu Âu. Dạ cũng là châu Âu. À để con xem. Ở đâu nhỉ? Ôi trời, để con xem. Nước nào đây nhỉ? Hy Lạp à? Không, anh sẽ không đoán được. Bởi vì anh sẽ không bao giờ nghĩ tới quốc gia này. Họ không thường được nhắc đến. Slovakia là quốc gia đó. Oh, đó là số 8. Bây giờ là số 9. Dạ. Nơi nào đó bên châu Phi. Để con xem. Ở đâu nhỉ? Ethiopia. Không, Niger. Niger. Oh. Tôi cũng không biết quốc gia đó. Tin tôi đi. Vậy đừng tự trách mình. Dạ. Ý nói chúng ta biết rất nhiều quốc gia, nhưng khi tìm kiếm thì không nghĩ đến quốc gia đó nhanh như vậy. Dạ thật vậy, dạ thưa sư phụ. Bởi vì những quốc gia này rất rất yên tĩnh, thanh bình. Họ không gây ồn ào. Và hầu hết người ta không biết đến, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Tôi không biết rõ lắm về quốc gia đó, không liên quan gì với nó. Nhưng Bắc Hàn là điều ngạc nhiên nhất đối với tôi. Dạ chính xác, con cũng nghĩ vậy. Chào ơi. Được rồi, bây giờ số 10. Có hai quốc gia cùng hạng. Số 10. Dạ. Hai quốc gia số 10, không chỉ một. Dạ. À, vậy anh muốn đoán hay là tôi cho anh biết cho mau, đơn giản. Xin ngài nói cho con biết cho mau, dù sao thì con cũng đoán sai. Được rồi. À, chat. Ồ, lại là châu Phi. Chad, Chad, B, Nam Sudan. Cha, một quốc gia châu Phi khác. Ôi, tôi cũng không nghĩ tới hai quốc gia này. Tôi không nhớ Chad bao giờ. Nam Sudan có thể, nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới. Thực ra chúng ta phải nói Hàn Bắc, Hàn Nam và Sudan Nam. Bởi vì đó chính xác là những gì thiên đàng chuyển thông điệp cho tôi. Nhưng ta nói Bắc Hàn, bởi vì đó là cách chúng ta luôn nói. Nhưng thiên đàng nói với tôi là Hàn Bắc, Hàn Nam và Sudan Nam. Đối với chúng ta, nó có thể không ảnh hưởng, bởi vì dù sao thì đó là cách chúng ta nói, như Nam Sudan, Nam Hàn, Bắc Hàn. Nhưng tôi chỉ muốn thuật lại chính xác những gì tôi đã nghe. Chỉ để cho quý vị biết những gì tôi đã nghe, những gì thiên đàng đã nói, mặc dù cũng không quan trọng lắm đối với chúng ta. Tất cả đây là từ sự phán xét của thiên đàng đối với chúng ta. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Cảm tạ thiên đàng đã chia sẻ điều đó. Hay quá. Nhưng ít ra chúng ta có một số quốc gia tốt. Điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không có nghiệp. Họ chỉ là những quốc gia ít nghiệp nhất, thế thôi. Ít nghiệp nhất. Còn Ukraine thì sao ạ? Họ ở số mấy ạ? Sao? Ukraine. Ukraine, vâng. Ukraine, được, để tôi xem. Dĩ nhiên tôi có ghi chú đâu đó, bởi vì không thể không hỏi câu đó. Ukraine. Nó không tốt bằng 10 quốc gia ít nghiệp nhất này, mà ở dưới rất xa, biết không? Như trong danh sách nghiệp nặng. Dạ, nó ở dưới tận thứ 163. Dạ, đó là thứ hạng của Uren. Hiện tại là vậy. Nhưng hãy nhớ là tất cả điều này sẽ thay đổi, tôi nghĩ vậy. Tùy vào cách mọi người hành xử và thay đổi cách sống của họ. Và thay đổi cách suy nghĩ của họ. Dạ, thưa sư phụ, bởi vì đồng thanh tương ứng. Nếu họ đi theo hướng nhân từ,
thì họ sẽ có nhiều sự giúp đỡ hơn theo cách đó. Dạ, thưa sư phụ, cảm ơn Ngài. Họ có 22% Uren. Có 22% nghiệp nợ. Cha ơi, được rồi. Anh còn hiếu kỳ về điều gì nữa không? Nếu có thể thì dĩ nhiên ta trả lời. Dạ, có một điều tốt con xin chia sẻ. Đôi khi có một vài cảnh hoàng hôn rất đẹp với những áng mây, màu sắc rực rỡ có thể nhìn thấy được khá lâu. Cảnh này mang lại cảm giác là có điểm gì tốt đẹp đang diễn ra. Xin sư phụ chia sẻ về điều này. Có một vài bí mật, nhưng cha, anh là một chàng trai may mắn. Anh thậm chí có thời gian để ngắm hoàng hôn. Dạ, không hẳn, nhưng đôi khi chúng con để ý thấy điều đó. Nhân tiện hả? Dạ. Và khi đi ra ngoài hết một hơi. Dạ, bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài, thậm chí chỉ ở trong vườn, không đi đâu, và hiếm khi đi vào vườn, tôi chụp ảnh bất cứ khi nào có thể. Trước đây thường xuyên hơn, bởi vì tự do hơn. Trước đây tôi không bế quan, nên tôi đi ra ngoài sân, chụp cảnh hoàng hôn. Dạ, thưa sư phụ. À, tôi nói anh biết về điều này. Ồ, tuyệt vời, cảm ơn Ngài. Nhiều người nói, ôi sư phụ, tại sao Ngài không đến quốc gia chúng con? Và có khi Ngài đến mà chúng con không biết, làm sao chúng con biết Ngài ở đó? Tôi nói, à, thỉnh thoảng vì nhìn lên bầu trời nhé. Ồ, hay quá, vậy ạ. À, đôi khi sư phụ đến và pháp tướng của sư phụ in đậm vào bầu trời một cách rất đặc biệt, trông giống như một người, màu sắc và khuôn mặt này nọ. Hay quá. Và nếu bạn chó của tôi, Good Love, cũng xuất hiện ở cùng một nơi, thì Ngài ở đó. Ồ, hay quá, thật tuyệt vời. Hoặc một cầu vồng hoàng kim kép hiện ra rất lâu. Ồ, hoặc một cảnh đẹp đầy màu sắc nào đó trên mây. Dạ, rất đặc biệt, không chỉ bình thường. Dạ, thì rất có thể là sư phụ đang ở đó, trong linh thể, hoặc trong thân thể ánh sáng, hoặc phàm thân. Ồ, cháu ơi, hay quá. Nếu là hiện tượng vật chất, thì rất giống người đó, phàm thân của vị đó. Ồ, nếu không, thì nhiều hiện tượng khác, như mặt trăng rực rỡ, mặt trời rực rỡ, hoàng hôn rực rỡ, hoặc dường như mặt trăng đứng yên, đủ thứ, nhưng người ta không ngước nhìn, quá bận. Dạ, phải, nhưng dù sao Ngài cũng sẽ xuất hiện trong nhà hoặc trong xe hơi của quý vị, nhưng quý vị không bao giờ thấy. Thường là không, một số người thấy, biết không, anh đã thấy, đôi khi họ viết xuống cho người khác biết. Dạ đúng vậy, vâng ạ. Nhưng đôi khi ta bảo họ, tốt hơn là nên giữ im lặng. Dạ đúng ạ. Nhưng đó không có nghĩa là trường hợp của anh hay là gì cả. Tôi chỉ nói chung thôi. Dạ vâng. Giống như anh được gia trì bởi sự hiện diện của sư phụ, hoặc một chúng sinh rất cao đẳng nào đó. Nhưng thường thì nếu anh kết nối với minh sư nào thì đó là dấu hiệu. Dạ đúng, ơi tuyệt vời. Tuyệt. Cảm ơn sư phụ đã chia sẻ điều đó. May mắn là anh vẫn có thể ngắm hoàng hôn. Dạo này tôi không còn thời gian nữa. Dạ, hôm nọ tôi định nói với anh rằng tôi rất thích ngắm hoàng hôn, hoặc đi dạo bên bờ sông, chơi trên cát, đi chân trần trên cát và mấy thứ đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh. Nhưng tôi có thể nói với anh rằng tôi rất thích đời mình. Tôi thích nhiều đến nỗi tôi phải đuổi theo Internet ngày đêm. Tôi rất thích khi tôi yêu cầu gì đó. Và rồi, nó trở thành một thứ khác mà tôi không cần. Tôi thích rất nhiều thứ, rằng việc của tôi không luôn luôn suôn sẻ. Tôi thích khi cứ phải thường xuyên chạy cho sự an toàn của mình. Tôi thích là tôi thương những bạn chim, những bạn chó của mình, nhưng không thể ở gần họ, ví dụ thế. Tôi thích đời sống này hoàn toàn, thích rất nhiều. Ôi, sư phụ ơi, thậm chí không thể đi đâu hết, làm việc cực nhọc, ở một mình. Tôi rất thích cuộc đời tôi. Tôi chỉ có thể nói với anh vậy thôi. Hoàng hôn này kia, quên nó đi. Ôi, sư phụ ơi. Được rồi, còn điều gì khác hay là con nghĩ bây giờ chỉ có vậy thôi thưa sư phụ. Vậy tốt. Dạ, được rồi, vậy thì Thượng Đế gia trì. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Thượng Đế gia trì, xin Thượng Đế luôn bảo vệ sư phụ. Cảm ơn, anh cũng vậy, Thượng Đế che chở gia trì và Thượng Đế thương. Chúng con chân thành biết ơn sư phụ từ bi nhất, đã tiết lộ những mặt khải mới từ thiên đàng
và chia sẻ trí huệ vượt thời gian của Ngài. Chúng con hy vọng thế giới sẽ được truyền cảm hứng, hướng tới lối sống nhân từ và thuận theo thiên ý, đó là lối sống thuần chay. Cùng với lòng thương yêu nhân ái, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi quốc gia nhanh chóng phát triển thành trạng thái vĩ đại và huy hoàng nhất, được khích lệ với mục đích và quyết tâm thiêng liêng để chứng minh cho các cõi thiên địa thấy lập trường cao thượng và công bình của mình. Nguyện cầu sư phụ kính yêu luôn luôn được bảo vệ tối đa và được ban cho sự bình an và sức khỏe tuyệt vời trong sự quan tâm cẩn mật của tất cả các chúng sinh vũ trụ nhân từ. Để tìm hiểu thêm về cách một người có thể tìm một vị minh sư thật sự tốt và để nghe chi tiết về lối sống mà sư phụ nhớ nhiều nhất, mời quý vị đón xem vào thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023, trong tiết mục giữa thầy và trò, do buổi phát sóng đầy đủ của cuộc điện đàm này.